Và bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh hôm nay chúng ta có 2 ca hội chẩn và xin bắt đầu bệnh nhân thứ nhất là bệnh nhân nữ 14 tuổi. Áp xe tuyến nước bọt mang tại. Mời Hà Tĩnh ạ. Xin chào quý thầy cô đại học y Hà Nội và các anh chị đồng nghiệp và các đầu cầu ạ. Sau đây em xin báo cáo ca bệnh của bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh ạ. Bệnh nhân nữ 14 tuổi, ngày vào viện là 13 tháng 7. Thì do với lý do vào viện là sưng đau gấp hàm hai bên ạ. Về tiền sử của bệnh nhân là bản thân đã bị viêm tuyến nước bọt chưa loại trừ quai bì bên trái cách đây 2 năm. Bệnh sử là cách vào viện 10 ngày, bệnh nhân xuất hiện khối sưng khung góc hàm phải kèm sụt nhẹ. Bệnh nhân có đi khám và được chẩn đoán theo dõi bệnh quai bì và kê đơn thuốc Mederon 16 mg uống trong 5 ngày. Về nhà thì bệnh nhân có đi chữa đông y gia truyền, khối sưng có đỡ, tuy nhiên đến ngày thứ 9 thì góc hàm phải sưng to hơn kèm sưng thêm góc hàm trái, đau nhức nhiều và bệnh nhân vào viện ạ. Về tổng trạng bệnh nhân vào viện thì bệnh nhân không sốt và các chỉ số sinh tồn bình thường ạ. Khám chuyên khoa răng hàm mặt thì mặt mất cân đối, há miệng hạn chế 1 cm, sưng nê vùng tuyến nước bọt mang tai phải, khối sưng kích thước khoảng 6 x 7 cm, sơ cứng nóng đỏ đau, sưng nê vùng tuyến nước bọt mang tai trái, khối sưng kích thước khoảng 2 x 3 cm, sơ mềm nóng đỏ đau. Trong miệng thì vuốt dọc ống tuyến sternum hai bên có mủ màu vàng đặc chảy ra, kèm nước bọt quạnh đặc, lộ tuyến sternum sưng nê nhẹ và đỏ. Hiện tại cảm giác tốt, quan khám thì bình thường. Về thăm khám hiện tại thì mặt mất cân xứng, há miệng hạn chế 2,5 cm, vùng tuyến nước bọt mang tai phải thì khối sưng kích thước 4 x 4 cm, sơ cứng nóng ấn đau, vùng da xung quanh đỏ, vuốt dọc ống sternum có chất nhầy đặc lẫn ít mù vàng chảy ra. Vùng tuyến nước bọt mang tai trái thì không sưng không đau, vuốt dọc ống sternum nước bọt chảy ra chất nhầy quạnh đặc và không có mù. Về các cần lâm sàng thì chúng em đã đầy lên hệ thống và em có bổ sung thêm kết quả xét nghiệm máu ngày 19 tháng 7 thì các chỉ số của tổng phân tích ở trong giới hạn bình thường ạ. Đọc cục với hướng dẫn siêu âm thì hình ảnh các tế bào viêm và không thấy hình ảnh ác tính. Chẩn đoán là áp xe tuyến nước bọt mang tai phải, viêm tuyến nước bọt mang tai trái. Và chúng em có câu hỏi đó là hướng xử trí tiếp theo ở trường hợp này và dẫn lưu ổ áp xe trong trường hợp này như thế nào ạ, và dự phòng tái phát ở trường hợp này ạ. Em xin cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn bệnh viện thành phố Hà Tĩnh. Thế mình có hình ảnh siêu âm và cho CT scan ạ. Dạ, kính thưa các thầy, nhân này thì có lẽ là về mặt lâm sàng chúng ta đã quá rõ rồi, với cái dấu hiệu viêm rõ cộng với dấu hiệu vuốt dọc tuyến mang tai hai bên thì thấy có mủ trào ra từ ống tuyến mang tai, đặc biệt là bên phải. Ở trên phim các bạn gửi cho chúng tôi thì thấy có cái hình ảnh rất là kinh điển, đấy là cái hình ảnh của tổn thương kích thước, tăng kích thước của cái tuyến mang tai hai bên, đặc biệt là tuyến mang tai phải tăng kích thước rất là nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta có thể đấy, đo thấy có sự mất cân xứng giữa tuyến nước bọt mang tai phải và tuyến nước bọt mang tai trái, bên phải là 35 và bên trái là 23, tôi đo theo chiều ngang. Thì ở đứng trên bệnh nhân này thì chúng ta cần phải lưu ý cái gì? Thứ nhất là chúng ta có thể phải chẩn đoán, chúng ta phải chẩn đoán có áp xe ở bên trong tuyến nước bọt mang tai hay không. Thì các bạn nên, nếu như đã đặt ra câu hỏi đấy thì các bạn phải chụp các lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang thì chúng ta mới nhìn được, chúng ta mới phân biệt được cái nhu mô tuyến bình thường với cái ổ dịch ở trong nhu mô tuyến. Thế còn thứ hai nữa là nếu như các bạn siêu âm rất kỹ thì đôi khi chúng ta cũng không cần thiết phải chụp các lớp vi tính nữa, bởi vì siêu âm có cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao trong những các cái trường hợp thăm khám mô mềm như là mô tuyến giáp hoặc là mô tuyến nước bọt mang tai, tinh hoàn tuyến vú vân vân. Thì siêu âm có độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao, các bạn có thể nhìn thấy rõ là bên trong cái tuyến nước bọt mang tai có ổ dịch cô chú hay không. Thậm chí nếu như các bạn siêu âm kỹ thì các bạn còn nhìn thấy cái ống tuyến sternum nó có bị giãn, có chứa mủ hay không, và đầu của trên cái đường đi của ống tuyến thì có viên sỏi nào hay không. Viên sỏi tuyến nước bọt mang tai thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều, nó có thể gây tắc tuyến nước bọt mang tai hai bên, tắc tuyến nước bọt mang tai, xin lỗi. Thứ hai nữa là nếu như các bạn còn nghi ngờ, ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta chỉ, đây tôi nói rộng ra, nếu mà các bạn thấy là tuyến nước bọt mang tai sưng to thì đôi khi chúng ta còn phải chẩn đoán phân biệt bên trong tuyến nước bọt mang tai nó có các cái hạch
các hạch mà chúng ta đôi khi chúng ta sẽ bị nhầm, đấy chính là các cái ổ áp xe. Trong tuyến nước bọt mang tai thì rất hay có hạch, và khi nó sưng viêm thì nó cũng rất là to. Và nếu như các bạn mà có điều kiện thì thay vì chụp các lớp vi tính, các bạn nên chụp cộng hưởng từ. Giả sử các bạn siêu âm mà các bạn vẫn không ra được vấn đề thì các bạn nên chụp cộng hưởng từ hơn là chụp các lớp vi tính trong trường hợp này. Xin hết ạ. Vâng, nhưng mà bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh thì chưa có cộng từ. Dạ. Thì trong trường hợp này thì chúng ta nên tiêm thuốc cản quang đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ. Để phân biệt giữa cái ổ áp xe hay là cái hạch đúng không thầy? Dạ vâng, dạ. Vâng, cảm ơn thầy Bình. Xin hỏi bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh sao chúng ta chụp cái trường hợp này chúng ta lại không tiêm? Do trong trường hợp này thì bọn em đang muốn loại trừ cái nguyên nhân sỏi nên là chưa cho bệnh nhân tiêm thuốc ạ. Với lại là cũng có siêu âm rồi. Vâng. Tại em có hình có video siêu âm đầy đến hệ thống đấy ạ. Vâng, thầy Bình cho xem cái hình ảnh siêu âm ạ. Bệnh nhân này không có hình ảnh siêu âm, em chỉ thấy có hình ảnh các lớp vi tính và sỏi thì cũng không thấy ở trên phim ạ. Vâng, chúng tôi chưa không nhận được hình ảnh siêu âm của bệnh nhân này. Và xin phép mời bác sĩ Phương, chuyên ngành răng hàm mặt cho ý kiến ạ. Vâng, xin cho hỏi là các bạn có làm kháng sinh đồ với cái mủ mà mình vuốt ra từ ống tuyến mang tai không? Dạ, hiện tại thì bệnh viện bọn em có kháng sinh đồ ạ. Vâng, thứ nhất là về mặt chẩn đoán thì tôi nghĩ là cái này nó cũng khá là rõ ràng, một cái áp xe trong tuyến. Bởi vì nếu mà một cái áp xe trong hạch ấy, thì chúng ta sẽ không có cái dấu hiệu mà vuốt nó ra mủ từ ống tuyến đâu. Nên là có lẽ cũng không nhất thiết phải đặt cái chẩn đoán phân biệt giữa áp xe hạch hay áp xe tuyến. Và cái dấu hiệu mà vuốt có mủ rồi nó có khối dạng dịch ở trong tuyến thì mình cũng có thể đủ để chẩn đoán nó là một cái áp xe tuyến. Thế chỉ vấn đề là điều trị như thế nào. Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cái điều trị những cái khối áp xe trong tuyến thường rất là giằng dai. Và vi khuẩn thường là cái tỷ lệ kháng thuốc rất cao. Bởi các bạn biết rằng là cái áp xe trong tuyến đa phần là nhiễm trùng ngược dòng từ trong miệng. Và bản thân những cái nhiễm khuẩn miệng nằm ở trong một cái tuyến, nghĩa là nó có bao kín, thì nó kháng sinh các thứ rất khó tác động, rất là kém hiệu quả. Thế nên là các bạn về mặt toàn thân, khi mà các bạn điều trị toàn thân với kháng sinh thì các bạn nên làm một cái kháng sinh đồ với những cái dịch mủ từ ống tuyến để mình chọn cái kháng sinh nào mà nó có độ nhạy cảm tốt nhất. Thông thường thì là chúng tôi hay dùng metronidazole phối hợp với clindamycin thì nó sẽ hiệu quả hơn là so với cả metronidazole phối hợp với spiramycin hay là phối hợp với cephalosporin. Để các bạn thử bắt đầu từ đó. Thứ hai là về vấn đề tại chỗ. Thì cái tuyến mang tai bên trái thì chúng ta không đặt ra vấn đề chích rạch dẫn lưu. Nhưng với tuyến mang tai bên phải, cái khối áp xe nó khá là lớn rồi đúng không ạ? Nghĩa là khoảng 2 cm đường kính. Thì nếu mà để cơ thể nó tự loại trừ cái khối đó thì sẽ rất là khó. Thế nên thường các bạn cũng sẽ phải chích rạch cái khối tại chỗ. Thì cái đường chích rạch tốt nhất để đi vào đây thì là chúng ta đi đường hậu hàm. Một cái đường dọc vòng quanh góc hàm và cách bờ nền xương hàm khoảng một khoát ngón tay. Tuy nhiên với cái đường hậu hàm thì chúng ta phải lưu ý tránh các cái nhánh của dây thần kinh 7. Đặc biệt là nhánh bờ nền, nhánh cho môi dưới của dây thần kinh 7. Thì thông thường khi mà chúng ta rạch, chúng ta đi qua lớp cân cổ nông thì các bạn có thể chọc một cái kim thăm dò hướng về phía ổ áp xe để chọn cái đường ngắn nhất đi vào ổ áp xe. Sau khi mà chúng ta chọc một cái kim, ví dụ như chúng ta có thể dùng kim có đường kính lớn như là kim lấy thuốc ấy, chúng ta chọc được vào ổ áp xe, chúng ta hút ra có mủ thì chúng ta có thể đi theo cái đường chọc kim đấy của chúng ta, là dùng banh đầu tủ để đi vào, để bóc tách, để tạo một cái đường dẫn lưu. Chứ chúng ta không hạn chế, không dùng dao. Chúng ta chỉ đi qua lớp cân cổ nông thôi.
còn lại là sau đấy chúng ta bóc tách bằng cái banh đầu tù để tránh tổn thương thần kinh. Và các bạn cũng phải cân nhắc đến cái nguy cơ có thể dò nước bọt tại chính đường trích rạch của mình về sau này. Thì sau khi trích rạch xong, đặt dẫn lưu xong thì chúng ta nên dùng Atropine cho bệnh nhân để giảm cái tiết nước bọt, để cho cái đường dò nó cái đường dẫn lưu nó không bị dò nước bọt. Thế còn các bạn cũng có thể bơm rửa thêm qua ống tuyến Stenon. Thì tôi có thấy là các bạn bơm rửa, thế nhưng mà trong trường hợp mà khối áp xe lớn thì cái bơm rửa nó không hiệu quả lắm. Cái bơm rửa có thể chỉ hiệu quả với cái bên không có ổ áp xe thôi, nghĩa là bên trái. Vâng, xin hỏi thêm Tây Phương, ở đây còn mấy câu hỏi nữa mà bệnh viện thành phố Hà Tĩnh đưa ra. Thứ nhất là dẫn lưu ổ áp xe thì chúng ta có thể làm đặt dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm được không? Cũng có thể, cái hướng dẫn siêu âm thì có thể giúp chúng ta chọc cái kim hướng dẫn ấy nó chính xác hơn vào ổ áp xe. Bởi vì thực sự là nếu mà chọc mò một cái ổ áp xe, ý tôi là đặt một cái dẫn lưu bằng dưới hướng dẫn của siêu âm thẳng vào ở đấy mà không cần phải như chỗ Tây Bình vẫn hay làm đấy. Vâng. Mà chúng ta không cần phải trích rạch theo phương pháp thông thường. Cũng có thể được ạ, cũng có thể được. Vâng, vì cháu mới có 14 tuổi thôi. Vâng. Chúng ta làm cái ít xâm lấn hơn thì sẽ là vâng, tốt hơn đúng không? Vâng. Đấy. Và trên cái nền siêu âm thì có lẽ là chúng ta cũng tránh được một số cái tổn thương thần kinh. Thần kinh, vâng, đúng không ạ? Tại Bình ý kiến nào về trường hợp này? Dạ. Thông thường những các cái khối áp xe khoảng từ 3 cm trở lên thì chúng ta có chỉ định đặt dẫn lưu. Và đối với cái ổ áp xe của ví dụ như của cái tuyến nước bọt mang tai bên phải, mặc dù chúng ta chưa nhìn thấy trên hình ảnh CT, nhưng nếu như có thì chúng ta nên đi từ phía đằng sau và chúng ta nên sử dụng các cái dây dẫn áp xe, dây dẫn lưu có từ 8F trở lên thì sẽ hạn chế được các cái hiện tượng tắc dây dẫn sau khi đặt xong dẫn lưu. Vâng, cảm ơn thầy Bình. Còn một câu hỏi nữa là của bệnh viện thành phố Hà Tĩnh là dự phòng tái phát như thế nào? Dự phòng tái phát thì với bệnh nhân này thì đúng là có tiền sử viêm nhiễm tái đi tái lại. Thì thông thường cái nguyên nhân như vừa nãy tôi có nói là cái nguyên nhân chính yếu là cái nhiễm trùng ngược dòng. Thì chúng ta chỉ có thể là khuyến khích bệnh nhân vệ sinh răng miệng, ở cái đặc biệt là cái vùng đầu ống tuyến, nghĩa là vùng tương ứng với cả răng 6 và răng 7 hàm trên. Chúng ta phải luôn luôn làm sạch cái vùng đó. Và nếu mà ở vùng đó nó có những cái nhiễm trùng răng, nhiễm trùng của nha chu thì chúng ta phải điều trị triệt để. Thứ nữa là cũng khuyến khích bệnh nhân tự xoa nắn sau khi mà đã khỏi, thì hướng dẫn bệnh nhân tự xoa nắn cái tuyến ở hai bên để cho nó tăng tiết nước bọt, thì nó sẽ tránh cái nguy cơ nhiễm trùng ngược dòng. Thế và khi mà bắt đầu có dấu hiệu viêm nhiễm của tuyến thì chúng ta phải dùng kháng sinh ngay. Và ở đây cũng phải lại đặt ra cái vấn đề là chúng ta nên cấy khuẩn để xác định cái kháng sinh nào phù hợp nhất cho bệnh nhân. Và tôi cũng không khuyên các bạn là dùng cái corticoid trong điều trị những cái nhiễm trùng áp xe điều trị những cái viêm nhiễm tuyến mang tai, bởi nó không hiệu quả mà nhiều khi nó lại còn làm giảm tác dụng của kháng sinh. Vâng, cảm ơn thầy Phương. Xin hỏi thầy Phương thêm một câu nữa, tức là nếu mà trong trường hợp mà cái tuyến này là nó bị bội nhiễm sau khi viêm do virus, có trường hợp phải không ạ? Cũng có thể đấy, bởi vì khi mà cái pha thứ hai của virus quay bị thì là nó sẽ gây giảm tiết, giảm cái lưu lượng nước bọt thì nó cái nguy cơ nhiễm trùng ngược dòng nó sẽ tăng lên. Vâng, đấy là cái mà tôi muốn hỏi, tại vì đây là trẻ nữ, đối với những trẻ nữ như vậy thì nó có ảnh hưởng gì khác với trẻ nam không? Trẻ nam mà nghe thấy quay bị là bố mẹ sợ lắm. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì cái ngày xưa thì đúng là người ta cũng lo lắng là nó hay gây nhiễm vào tuyến tinh hoàn hoặc là buồng trứng. Nhưng mà những cái nghiên cứu gần đây thì người ta thấy không thấy cái đấy rõ rệt lắm. Và chủ yếu là cái nguy cơ viêm tụy hoặc là viêm màng não nó cao hơn. Nhưng mà phải xác định là thực sự là quay bị hay không. Thì trong trường hợp này thì cũng không thực sự rõ là quay bị. Vâng, cảm ơn thầy Phương.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Tĩnh chúng ta có thể làm cái dẫn lưu dưới siêu âm được không ạ? Dạ được ạ. Vâng. Thế thì chúng ta cố gắng làm sớm cho người bệnh, vì khi đã có ổ mủ thì dẫn lưu được ra càng sớm thì càng tốt hơn, không nên để lưu cữu lâu. Xin mời các câu hỏi từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh ạ. Em cùng xin có câu hỏi, đó là hiện tại thì về các cái chỉ số máu của bệnh nhân là bình thường, nhưng mà trên lâm sàng thì bệnh nhân khối áp té ở cái vùng tuyến mang tai phải cần rất là cứng chắc ạ, và vùng giá xung quanh cũng rất đỏ, cũng thực là có cái... Xin xin lỗi, bạn có thể nhắc lại được chút không? Vì ngoài này đang mưa rất là to cho nên là dạ, vâng ạ, em có câu hỏi, đó là hiện tại thì các cái chỉ số máu thì bệnh nhân đều ổn ạ, nhưng mà trên lâm sàng thì dấu hiệu tại chỗ thì vẫn tình trạng viêm cấp vẫn là nặng ạ, vì là sơ rất là cứng chặt ạ, vùng da xung quanh thì rất là đỏ, thì hiện điều là có nguyên nha trên này rất là lớn. Tôi hiểu rồi, dạ. Tức là cái trên lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng thì lại không phù hợp với nhau đúng không ạ? Tức là cả xét nghiệm thì đã ổn nhưng mà khám trên lâm sàng thì vẫn còn cứng và rất là đau đúng không? Thì ý kiến của thầy Phương ạ. Thông thường những cái viêm nhiễm tuyến mang tai thì nó sẽ đi kèm với cả sơ hóa rất là mạnh, phản ứng sơ hóa rất mạnh. Do đó nên là cái tưới máu tại chỗ nó rất là kém. Thế nên là các bạn sẽ có thể thấy là dần dần cái dấu hiệu nó khu trú, càng ngày càng khu trú tại chỗ hơn. Ban đầu bệnh nhân có thể khít hàm rất là dữ dội, thế nhưng mà dần dần thì là điều trị kháng sinh thì cái dấu hiệu khít hàm nó giảm bớt đi, do là nó giảm cái thâm nhiễm xung quanh. Thế nhưng mà nó cũng sẽ đặt ra vấn đề là khi mà cái tưới máu tại chỗ nó giảm đi thì về mặt toàn thân bệnh nhân có vẻ giảm, thế nhưng mà tại chỗ thì lại rất khó xử lý nếu mà chúng ta không dẫn lưu được ổ áp xe, mà chúng ta chỉ dùng kháng sinh không thôi thì nó sẽ không xử lý được. Đấy là một. Thứ hai nữa là tôi cũng xin lưu ý thêm với các bạn, khi mà dẫn lưu mà bơm rửa hàng ngày thì chúng ta trong dịch bơm rửa chúng ta nên pha thêm oxy giả, để nó, bởi vì cái nhiễm trùng đấy nó có thể có yếm khí từ cái môi trường trong miệng, nên là nó có thể có vi khuẩn yếm khí, thì chúng ta bơm rửa bằng có oxy già thì chúng ta sẽ cải thiện được cái môi trường ở bên trong ổ áp xe để giảm cái sự phát triển của vi khuẩn yếm khí. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phương. Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh còn câu hỏi nào khác không? Dạ không ạ, em cảm ơn bác thầy ạ. Vâng, thế thì chúng ta chuyển luôn sang ca hội chẩn tiếp theo của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh ạ.